Chào mừng quý vị đến với kênh của Đào Thiện Minh. Hôm nay được dịp đi Singapore, hôm nay mình giới thiệu mọi người khu vực ăn cua Singapore giá rẻ nha mọi người. Nằm tại khu vực Parkway, các bạn có thể đón taxi đến đây nha. Đây mình có làm thẳng cái bản đồ cho bạn ha. Taxi sẽ đưa các bạn tới ở trước cổng ha. Mình có thể đi bộ vô, có thể mở bản đồ khu vực này là một dãy. Đây là khu vực bán về đêm như khu vực bùi viện của mình tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn đây là hồ cá của quán. Thì các bạn tới đây tùy chọn quán nào cũng có, từ món Thái tới món Việt Nam cho đến đặc biệt là món Singapore. Hôm nay mình chọn món Singapore ở đây ha. Cua thì được 1,8 kg nè. Cua ở đây hơi to hơn cua Sài Gòn của mình. Bây giờ bắt đầu là món đầu tiên, chiếu phải tàu phùa, còn gọi là tàu hủ hùng xíu nha, thì của Singapore. Còn món chủ đạo của mình hôm nay là cua sốt Singapore. Giá của con này là 171 đồng nha. Quy ra từ Việt Nam gần 3 củ. Giá thì cũng hơi chát chút xíu nha con này. Còn cái bức hợp lý là cái mành thầu các bạn. Các bạn tới đây kêu bánh bao gọi là mành thầu ha. Nên hỏi giá trước nha. Đây đậu hũ nè. Rồi cua nè, mì xào xì dầu à. Bánh bao mình nhớ kêu dịch Bắc Kinh nửa con nha, nhưng mà ăn hết trơn rồi chưa kịp quay vừa ra là. Nhưng mà dịch Bắc Kinh ăn không đạt lắm. Ăn đừng có kêu món nói, món dịch Bắc Kinh không ngon. Đó, chỉ có món cua là xuất sắc. Món cua ăn mắc nhưng mà ăn cũng đáng tiền, không đến nỗi mình thất vọng. Cua to thật chắc nha, kiểu làm thì cũng không mấy khó, cua xào cho đến chín luôn nha. Còn kiểu Hồng Kông thì chiên sơ qua, chiên áp chảo cho chắc thịt lại rồi bắt đầu mới cho sốt vô ôm lại. Rồi bây giờ tới giờ thưởng thức thôi, để càng nha mọi người. To tổ bố tổ chảng luôn, ngồi cái mùi. Rồi cua thì giá thì cũng 171 đồng, còn giá bánh bao thì không hợp lý lắm nha. Bánh bao mành thầu các bạn về Việt Nam ăn sẽ ngon hơn và rẻ hơn, hợp lý hơn. Chúc các bạn có một chuyến đi Singapore vui vẻ và kiếm được những chỗ ngon rẻ tiền. Giá của cái bill của tổng tiệc hôm nay thiệt hại mình có làm ở để ở cuối video nha. Các bạn nhớ xem đến cuối video sẽ thấy cái bill tổng của tiệc này. Rồi bây giờ thì mình chào tạm biệt mọi người, nhớ follow kênh của Đào Thiện Minh. Bye bye, chúc mọi người ngon miệng.